Hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang của bên em. Sáng hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà cái cây bông tràng trắng lá lớn, hoa rất là thơm luôn nha cả nhà. Hoàn toàn đây là cây trồng thuần ở dưới đất. Cây hiện tại cây đang cho hoa. Đây là cây con nha cả nhà. Cả nhà nào thích cái loại hoa có mùi thơm á thì cả nhà inbox bên em nha. Đây là cây con thuần ở dưới đất luôn. Có khách hàng nào inbox đặt hàng thì em sẽ bứng lên cho vào bầu và gửi đi cho khách rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đây là những cây là cây rớt hột và mọc xung quanh cái gốc của cây mẹ rất là nhiều luôn. Rồi bên em thì cũng có nhánh chiết nữa nha cả nhà. Nhánh chiết thì cả nhà đợi hơi lâu một chút, tại vì nhánh chiết thì sẽ là nhánh lớn. Nhánh lớn như thế này ra được một cái thân lớn luôn, cả nhà phải đợi lâu tại vì đợi chiết á. Còn cây con mà mọc từ hột rụng lên thì như thế này. Đây, đây là bông, bông rất là thơm luôn. Rồi em đi qua bên đây cho cả nhà xem. Nhìn trọn nguyên cái cây luôn. Đây là nguyên cái bụi bông trang trắng. Gốc rất là to. Gốc này cũng tầm là chừng 10 năm rồi đấy cả nhà. Đây là những cái nhánh chiết mà bên nhà em đã cắt ra. Còn rất là nhiều nhánh chiết hiện em đang chiết nhân giống. Đây. Mấy cây con mọc xung quanh gốc ở dưới nè cả nhà là lên từ những cái hộp này á nha cả nhà. Hộp khi mà hộp chín sẽ đen khô rụng xuống đất. Đó là mọc thành những cái cây mọc từ hộp ươn lên, nó là cây rất là khỏe, rất là mạnh nha cả nhà. Cái bông màu trắng rất là tinh khiết luôn mà lại có mùi thơm nữa, rất là thơm. Phía trong đây là mấy cái bầu chiết. Đây là các bầu chiết. Bầu chiết hiện đang ra rễ nè. Cả nhà xem nè. Rễ trắng trắng. Đây là những dấu cắt, những bầu chiết. Hôm bữa là ở nhà em là mướn chiết một bầu như vậy là 3.000 đó nha cả nhà. Tại vì chiết số lượng nhiều á. Rất là nhiều bầu luôn. Là sẽ ra rất là nhiều cây. Hoa nhiều lắm luôn cả nhà xem nè. Ở trên đó thì có mấy bông mới vừa tàn nè. Tiếp theo thì anh cho nụ.
cho nó uống nào. Trắng trắng thì chỉ như vậy thôi đó cả nhà ơi. Đây. Đây là hoa chuẩn bị nở ra. Kéo cái nhánh này xuống cho cả nhà xem. Rất là nhiều hoa. Có đợt đó thì nguyên cây nó rộ hoa nhìn mê luôn. Chụp một tấm làm thumbnail. Rất là thơm luôn nha cả nhà. Thơm lắm. Thơm cái mùi bông y ghen như mùi bông chúa luôn. Rất là thơm. Trên thị trường hiện nay thì không có nhiều người có cái loại bông trang trắng lá lớn mà cái dòng thơm này nha cả nhà. Cho nên cả nhà nào yêu thích đó thì hãy nhanh tay inbox số điện thoại em để trên Zalo là 0911 643 600 hoặc là cả nhà comment bình luận ở dưới cái video này. Và ai lần đầu tiên đến với kênh YouTube chuyên bán bông bên em Hoa Kiển Kim Trang á, thì cho em xin một lượt like, nhấn vào cái chữ đăng ký ở phía dưới cái video ở góc bên phải và bấm vào cái chuông để mỗi khi em có video mới á, thì YouTube sẽ thông báo để cả nhà vào xem giải trí, xem hoa giải trí và ủng hộ bên em luôn. Hoàn toàn là miễn phí chứ không có ảnh hưởng gì tới điện thoại, không ảnh hưởng gì tới sim. Rồi, mong là được sự ủng hộ từ cả nhà. Chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự thành công. Và không quên là nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh hiện nay, là đi ra đường là luôn luôn đeo khẩu trang, đi đến nơi công cộng thì tránh những nơi đông người và rửa tay ở tại những nơi công cộng mà có để chai nước rửa tay á cả nhà, thì mình diệt khuẩn trước ở vào những nơi công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan. Mình hạn chế đến mức là có thể nhất là hạn chế những nơi đông người. Rồi, xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem video ủng hộ bên em. Em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.